โอ้โหต้องได้หยอบเพลกันไหนเนี่ยได้หยอบเพลกันไหนเนี่ยก็ล้วงไปไหนได้ตื่นรีบเหมาอีได้Mila hot to lip you nữa nè. Là hot tiếp vào vẹn. Trên lip mà lip trắng ấy, xong đỏ bên kia kìa. Cái hoa mà chưa có nở. Hoa trên lip đỏ kìa. Bên kia kìa. Đi theo ba. Đây. Chọn hoa trên lip đỏ bên kia kìa. Đây, chọn cái búp á, nào cái búp cho đẹp. Nhổ nó lên. Ba chỉ cho em chọn đây nè, đây có cái hoa màu hồng, có cái bút đẹp nè, đẹp nè, thấy không? Đi chọn đi. Cho em hái. Nó có bông đỏ, bông hồng rồi bên kia kìa, bên phía bên kia kìa, bên kia màu nhiều kìa. À, tulip màu hồng kìa, thấy không? Có cái nào bông đẹp đẹp không? Đẹp quá. À bên này, phía sau này có cái búp nè. Phía sau con cái búp kìa. Đó, con lựa đi. Lấy lại đi. Đâu mình xem nào. Ui trời đẹp quá. Tiếp tục ha. U đẹp quá. Chiến lợi phẩm đâu. Đây, tổng cộng còn 3 cái rồi đây. Bông nhỏ nhỏ thôi, búp búp á. Ba giúp đi.
Yeah, để mẹ coi coi. Giỏ hoa của con đâu? Mẹ xem. Đẹp quá vậy. Đi tiếp nào.